Chào anh em, hôm nay thì cũng khá tối rồi nhưng mà mình bận không cho dê ăn được. Bây giờ là phải cho dê ăn thêm vào buổi tối này. Thế thì nhân đây cũng giới thiệu với anh em cái cách ăn cho ăn của mình luôn. Đấy, ở các video trước mình cũng đã giới thiệu anh em cho dê ăn lá ăn chuối rồi, nhưng mà hôm nay sẽ có một cái nội dung mới mình muốn giới thiệu đến anh em. Dê đang chờ ăn đây anh em. Đây, thức ăn rất quen thuộc của nhà mình. Vào những ngày mà bận rộn rồi đi làm cả ngày không lấy được cỏ được lá cho dê thì mình vẫn cho ăn cây chuối này. Đấy. Thân cây chuối đây. Cùng với cây chuối thì là mình sẽ cho ăn cám ngô. Đây, bột ngô được nghiền nhỏ. Cả cám gạo, cám sát, lúa nữa. Đấy. Đây là mình bổ sung này. Bởi vì nhà mình nuôi bán chăn thả nên là cũng không có cho ăn cám công nghiệp. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến anh em một cái loại thức ăn ta gọi là bổ sung thôi, nó là men tiêu hóa. Đây chính là loại này. Đấy. Loại này thì mình mua ở ngoài chỗ thú y và chỗ thức ăn gia súc ấy, nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ có 65.000 1 kg và nó có nhiều thành phần dinh dưỡng đây. À, xin lỗi anh em, không phải là nhiều thành phần dinh dưỡng mà nó nhiều thành phần bổ sung, đặc biệt là nó có men tiêu hóa và nó có lysine này và nó có vitamin B12. Có một lượng gluco vừa đủ. Nó giúp cho kích thích tiêu hóa hấp thụ thức ăn và giảm tiêu tốn thức ăn, đồng thời hạn chế được các bệnh đường tiêu hóa. Đồng thời nó giảm mùi hôi chuồng trại. Đấy. Còn cách pha chế thì anh em cứ thực hiện như trên bao bì. Men tiêu hóa thì ở nhiều nơi có nhiều loại khác nhau. Thì anh em cứ ra chỗ thú y mua men tiêu hóa hoặc là chỗ thức ăn gia súc cũng được. Mua men tiêu hóa. Đấy, bởi vì mình cho ăn này là cho ăn tinh bột. Đấy, như bột ngô này. Cho nên là ta nên bổ sung men tiêu hóa để nó tiêu hóa tốt các chất có trong thức ăn. Bởi vì ở trong tinh bột này là không có bổ sung men tiêu hóa. Còn như ta mua cám công nghiệp thì là đã được bổ sung men tiêu hóa rồi. Đây là cám ngô anh em nhá. Chỗ này khoảng 2 kg cám ngô. Đấy. Còn đây chính là cái men tiêu hóa. Lúc nãy mình vừa giới thiệu. Mình cho vào cái hộp sữa này để bảo quản cho nó tốt. Và mình cho nó ăn cũng rất thuận tiện. Thì khoảng 2 kg ngô này thì mình sẽ cho khoảng một thìa, hơn một thìa này. Đấy. Một thìa đầy và một thìa lưng này, men tiêu hóa. Sau đấy trộn đều. Trộn đều với cám nha anh em nha. Đấy. Cho ăn này rất tiết kiệm. Mà không ảnh hưởng gì đến dê cả nha, men tiêu hóa này không có chất cấm. Đấy. Trộn đều. Sau đấy là mình cứ cho chuối vào hoặc cỏ cũng được, cỏ cũng trộn này. Đấy, trộn đều với cỏ và cái chuối. Đấy. Cái chỗ đều như này. Đây là áp dụng đối với những anh em mà cho ăn ngô, ăn gạo nhá. Còn những anh em mà cho ăn cám công nghiệp ấy, thì ở trong cám công nghiệp nó đã có lượng men tiêu hóa nhất định rồi. Nên nếu ta không bổ sung men tiêu hóa thì không sao. Đấy, ta trộn đều. Sau đấy ta sẽ đổ cho dê ăn. Đấy, sau khi trộn thì mình cho dê ăn nhá. Anh em thấy này, ăn rất ngon lành. Đấy. Đấy. Ăn rất ngon lành này. Anh em thấy không?
Đấy. Đây là dê lỡ, dê choai này. Khoảng độ 20 kg một con. Đây là dê to anh em nhá. Dê to ăn cũng rất ngon đây này. Đấy. Ăn rất là tốt. Đây là dê mẹ, dê bầu này. Dê mẹ bầu đang sắp đẻ rồi này. Khoảng độ nửa tháng nữa là đẻ. Đấy. Đấy anh em xem, chuối trộn với cám, ngô, gạo và thêm một chút men tiêu hóa. Men tiêu hóa này rất là tốt cho cái việc tiêu hóa thức ăn của dê. Đồng thời nó cũng rất là tốt cho cái việc phòng bệnh đường tiêu chảy, phòng bệnh tiêu chảy. Đặc biệt là tiêu chảy nói riêng và bệnh đường ruột nói chung. Đấy. Nhà mình thì nuôi đơn giản này thôi. Ăn chủ yếu là cây chuối, cỏ rồi thả, hôm nào rỗi thì mình thả, bởi vì mình nuôi bán chăn thả mà. Đấy. Cái này ta có thể áp dụng được với những anh em là nuôi bán chăn thả hoặc là nuôi thả cho ăn bổ sung. Còn anh em nuôi nhốt thì là anh em cho ăn cám công nghiệp rồi. Đấy. Anh em cho ăn cám công nghiệp thì trong cám công nghiệp nó đã có bổ sung men tiêu hóa và cũng rất tốt cho con dê. Đấy. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn với anh em như này thôi. Đấy, anh em thấy nếu có thể áp dụng được thì chúng ta áp dụng, ta trộn với cám rồi không chỉ là chuối mà ta trộn với cỏ nhá. Đấy, trộn cỏ thì tốt hơn, cỏ nhiều dinh dưỡng hơn, còn cây chuối thì nó ít dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên là dê nhà mình nó lại rất thích ăn, mình vẫn cho ăn đều và vẫn thấy phát triển bình thường. Đấy. Đây anh em xem dê đây vẫn cứ mượt mà bình thường mặc dù ăn cây chuối. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em áp dụng được thì cứ mạnh dạn áp dụng, bởi vì cách này rất là rẻ. Chúc anh em nuôi dê thành công.